Xong chưa? Quay nhanh đi, trời đang mưa nè. Hello các bạn yêu quý trên kênh Tâm Đức Xe Còn. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cập nhật nhanh chóng thông tin xe đạp và hàng về tại Tâm Đức, Tâm Đức vui mừng thông báo cũng như giới thiệu với các bạn kênh YouTube Tâm Đức Bicycles Pro sẽ là một kênh thông tin chính thức thứ hai chuyên cập nhật nhanh chóng những lô hàng mới về tại Tâm Đức, cũng như review chân thật nhất những dòng xe đang có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn để các quý khách hàng tiếp cận những dòng xe yêu thích một cách dễ dàng hơn. Và đừng quên hãy cho mình một like và một subscribe ngay tại kênh YouTube thứ hai của Tâm Đức nhé. Cảm ơn tất cả các bạn yêu quý của Tâm Đức rất nhiều. Các bạn sẽ không tìm ra được một cái con xe nào mức giá 15.500.000 mà được như cái con Twitter Warrior này. Bánh to, khung carbon, bộ đề của Shimano. Con xe Twitter này á là một trong những hãng xe của Đức và sản xuất tại nhà máy Twitter tại Trung Quốc. Nếu như mà các bạn đem so cái con xe này mà về bộ phụ tùng trong những cái hãng xe cùng phân khúc á, con này nó giết hết. Mình cảnh báo với các bạn là mua xe đạp khung carbon Twitter mà dạng leo núi như thế này là các bạn đáp ứng một cái con xe để chúng ta đạp đi phố nè, đạp đi leo núi nhẹ nè, chứ không phải là một cái con xe đạp leo núi cực kỳ mạnh, cực kỳ chất để sử dụng con xe này được. Lý do là con xe này nó thiết kế ra với mức chi phí tốt 15.500.000, các bạn có khung carbon. Các bạn có khung carbon để làm gì? Để có một cái con xe đi trong phố, đi địa hình nhẹ. Tổng thể cái con xe này nó rất là hợp lý để mà chúng ta sở hữu. Nó không phải là leo đèo núi, sập ổ gà các thứ thì con này nó không đáp ứng được nha mọi người. Cái đó mình không nên khi mà sử dụng cái khung carbon. Các bạn xem nè, con này các bạn bỏ ra 15.500.000, các bạn có được Shimano Diori có 10 lít sau. Cái khóa ngay chỗ này để khóa cái cùi đệ lại cho nó đừng có bị giật khi mà chúng ta đi cái đường địa hình nó lắc quá thì nó không có dúng cái sợi dây sên làm sức sên. Thì đó là một trong những cái mà cái bộ phụ tùng Diori này nó có được, đó là khóa cùi đệ. Đề trước chúng ta cũng có Shimano Diori luôn, và chúng ta có cái giò dĩa là ba dĩa trước. Cái giò dĩa này là nó nằm ở một cái mức gọi là tầm trung thôi, chứ không phải là một cái giò dĩa chuyên địa hình. Thường giò dĩa chuyên địa hình đó, nó chỉ có một clip hoặc là hai clip thôi, con này nó có ba clip mà trục rỗng luôn. Mình đánh giá là con này nó thiết kế và con xe đi phố khoảng 70%, còn 30% còn lại là để đi địa hình sương sương một tí. Đó là một trong những cái mà mình biết được thông qua các đánh giá từ các trang mạng đi xe địa hình. Cái con này khi mà các bạn nhảy lên xe, mình ngồi á, mình tưởng tượng như là mình đang ngồi trên một cái con leo bát á, nó cũng tương tự như thế. Cái thiết kế của nó như một cái con xe chuyên nghiệp luôn, đó là cái tay lái của nó rất là dài, rất là dài. Thì khi các bạn ngồi lên yên á, cảm giác mình rất là hầm hố các bạn, rất là tròn về phía trước. Các bạn đứng lên và mình thấy nó rất là vững chãi khi mà mình đứng lên, mình tựa lên cái đầu xe. Ngoài ra chúng ta có được cái bộ thắng zoom là thắng dầu. Thì hai cái bộ thắng dầu này á, nó đánh giá được một cái con xe địa hình có trải nghiệm hay không liền. Tại vì khi mà các bạn bóp lên những cái dòng xe đạp mà phanh dầu á, rất là nhẹ luôn các bạn. Tại vì thường những cái con xe địa hình á, nó phải cần phanh gấp điều chỉnh khi mà chúng ta leo lên dốc. Nhưng mà cái con xe này để 70% mà để đi phố bình thường á, và đi đạp lên quanh á, có cái bộ thắng dầu này cực kỳ ổn định. Khi mà các bạn sở hữu cái con xe này, các bạn sẽ trải nghiệm hơn rất là nhiều, phanh các thứ nó sẽ nhẹ hơn. Cái bánh này nó lên tới 27.5 nhân cho 2.25, vì vậy mà cái bánh mình thấy nó khá là to, nhìn nó khá là hầm hố. Những cái gai như thế này mới đúng là gai của những cái con xe leo địa hình luôn, đúng chất. Một người thiết kế con này là cho con xe này đi địa hình xịn luôn. Nhưng mà với cái cá nhân mình đánh giá theo thông tin mình biết được thì cái con Twitter khung carbon này giá 15.500.000 á, thì cái chất của nó là 70% là đi phố, còn 30% còn lại là đi địa hình. Các bạn có được cái hình thể con xe địa hình để các bạn show up với bạn bè đi phố thì các bạn sẽ thấy rất là ngầu. Còn 30% còn lại để mà đi địa hình á, là địa hình sương sương thôi. Mình không khuyên các bạn mua cái con Twitter Warrior này về để mà các bạn đi sập ổ gà, leo dốc 45 độ, 35 độ trên cái con xe này. Không nên nha các bạn. Còn đối với con xe này mà ai mà yêu thích địa hình, ai yêu thích sự hầm hố, đi hội nhóm rất là ngầu với bạn bè, con xe địa hình mà rinh được một tay như thế này, các bạn thấy khá là sướng cái con này chứ bộ. Bên cạnh đó được cái phuộc hơi nữa và có khóa phuộc ngay trên tay lái luôn. Không còn gì bằng với lại con xe mà có 15.500.000 này mà được phuộc hơi, khung carbon, bộ phụ tùng của Shimano và được hai cái cặp bánh rất là lớn như thế này. Để biết thêm thông tin chi tiết về cái con Twitter Warrior, một cái chiến binh này, thì các bạn phải là một người đam mê sự hầm hố, đam mê một cái gì đó leo núi, thì các bạn hãy alo trực bộ phận kinh doanh của Tâm Đức để được tư vấn về màu sắc, về size xe trên cái con Twitter Warrior khung carbon giá 15.500.000 đồng. Ê, mưa quá.